kết quả cụ thể. Về mặt phương tiện là giải quyết dứt điểm, và đồng thời lực lượng công an tăng cường lực lượng phối hợp giữa cơ cảnh sát giao thông với các lực lượng khác để chúng ta tuần tra kiểm soát, phát hiện các hành vi vi phạm về quá khổ quá tải để mà xử lý. Vâng thưa quý vị, xe quá khổ quá tải hoạt động nhộn nhịp nhưng không bị xử lý dứt điểm. Rõ ràng dư luận có quyền đặt ra câu hỏi cho hoạt động kiểm soát xử phạt của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như thanh tra giao thông vận tải của các tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội. Và có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên mà những chiếc xe này vô tư hoạt động bất chấp các quy định của pháp luật. Sau đây tiếp tục là ghi nhận của phóng viên VTC14. Đây là khu vực ngã tư Miếu Môn và giao với đường Hồ Chí Minh. Khoảng 5 giờ 40 phút sáng, hàng chục chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, cơi thùng, chở quá tải, đậu kín trong khu vực cây xăng An Phú. Sau những cuộc điện thoại, từng chiếc xe một bắt đầu rời đi, lưu thông về hướng thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Qua tìm hiểu của VTC14, những chiếc xe này có điểm xuất phát từ trong các mỏ đất ở tỉnh Hòa Bình. Tại một số mỏ đất, có hàng chục xe tải ra vào, xúc đất nhộn nhịp, sau đó lưu thông ra hướng đường Hồ Chí Minh. Và có lẽ đây cũng là vấn đề nhạy cảm, nên lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hòa Bình đã né nhiều câu hỏi được đặt ra. Ba mỏ mà cứ hoạt động chắc, không biết làm là mỏ trong đường đấy không? Ngay không vai mà người khác đứng. Sau khi phát hiện bị ghi hình, hàng chục chiếc xe đã dừng bên lề đường và án binh bất động. Nhiều xe cơi thùng, theo tìm hiểu, được đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm Xe Cơ Giới 2911D Hà Nội. Trung tâm này xác nhận chỉ kiểm soát được các phương tiện khi đăng kiểm, còn lưu thông ra ngoài đường thì không thể. Cái vấn đề người ta thay thùng ấy. Khi người ta vào đăng kiểm thì thùng đúng kiểu loại, đúng kích thước, đấy, các cơ cấu an toàn đầy đủ thì mình vẫn phải kiểm định bình thường. Còn cái chủ xe về họ thay thùng khác thì mình không có quản lý được cái việc đấy. Liên quan tới câu chuyện xe cơi thùng chở quá tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã từng có chỉ đạo sau vụ tai nạn thảm khốc diễn ra vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 4 tháng 6. Trên đường Hồ Chí Minh, qua đoạn xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Xe tải chở đất mang biển kiểm soát 29H77016 di chuyển theo hướng Thanh Hóa đi Hà Nội bị lật và đè lên xe biển kiểm soát 30A61585. Hậu quả khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương. Cái cơi nới, những cái vi phạm là phải không về mặt phương tiện là giải quyết dứt điểm, và đồng thời lực lượng công an tăng cường lực lượng phối hợp giữa cơ cảnh sát giao thông với các lực lượng khác để chúng ta tuần tra kiểm soát, phát hiện các hành vi vi phạm về quá khổ quá tải để mà xử lý. Những chiếc xe cơi thùng chở quá tải lưu thông thành từng đoàn, chắc chắn không bảo kê thì lái xe, doanh nghiệp khó có thể lộng hành như thế này. Thưa quý vị, vì sao xe cơi thùng chở quá tải lại có thể ngang nhiên lộng hành trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Hòa Bình và Hà Nội? Hiện dư luận có quyền đặt ra rất nhiều câu hỏi. Và quan trọng hơn cả, tình trạng này đến bao giờ mới có thể được chấm dứt? Lực lượng chức năng có thực sự vô can hay không? VTC14 sẽ tiếp tục thông tin nội dung này trong những bản tin tiếp theo.